Sáng nay anh em mình làm tiếp tục một chuyến thứ hai nữa nha các bạn. Quá trời cá luôn rồi. Hôm qua dính chục ngoài ký các bạn, có rô không? Các bạn xem còn là có rô không? Nào mấy. Bữa nay làm một clip nữa cho các bạn xem. Đây nè các bạn. Cái này mình giăng qua đêm nè, bởi vì sáng nó chết. Quá trời luôn. Mà nó còn ụt nữa các bạn. Ụt dữ lắm. Phơi khô. Mà cá này phơi khô cũng khó lắm. Còn cá bự ụt dữ lắm Phúc ơi. Phúc đẳng kìa. Các bạn nhìn thấy vị đằng kia các bạn, góc đằng kia nó ụt như cơm sâu vậy đó. Chụp đại đi cái này, cái đài này nó cứng. Lên hết trơn nè. Cá ăn vị không nữa các bạn, con nào cũng nấy nè. Mười mười không. Bữa nay nước trên ruộng nó rút xuống vì còn dưới mưa không nữa. Vô đây các bạn. Chết. Nãy giờ đó các bạn. Con nào lấy nè bạn. Cái gô. Cái này là hút mề luôn, hút cái gô mề luôn. Con nào này. Hút cái gô mề không. Quá trời. Tới nái không. Nó thầm có chút xíu rồi. 3-4 kg rồi đấy. Còn dài nữa các bạn. Mênh mông. Nãy giờ nó dính kìa. Dở thằng kia lên cho coi coi. Nẹ quá chân vậy đó. Cái gô không. Các bạn xem nè các bạn. Kinh khủng không? Mấy con diện không đây? Con nào cũng lấy nè. Có gô không đó các bạn. Quá trời. Còn khúc nữa, khoảng vài công nữa các bạn. Được nhiêu đó rồi đó các bạn. Chết chân. Bây giờ mình gỡ tiếp đứa em mình, cái lát mình quay cho các bạn xem các bạn, quay kết quả đi chứ ngồi quay mà đợi gỡ mấy trăm thước lưới này là tới trưa luôn. Rồi chào tạm biệt nha. Đây các bạn, đây là kết quả mình thăm buổi sáng nè bạn. Mình thăm mình dâng qua một đêm á, tới sáng ý là tối là khoảng 8 giờ mấy 9 giờ là mình thăm hết cử rồi đó, mà nó dính cỡ này nè các bạn. Cái gô đâu có bở đâu các bạn. Hồi nào cũng nấy nè. Cái nu cũng nặng nè các bạn. Này nó dính như đấy. Nó ngọt nước các bạn. Ngọt nước nó chết queo chứ. Đây nè các bạn. Cái gô đồng không luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip giăng lưới bắt cá rô của mình nha các bạn. Rồi hẹn các bạn ở clip sau nha. Chào tạm biệt các bạn.